Quý bạn kính mến, hôm nay mình giới thiệu cùng quý bạn 10 tướng pháp lệnh tiết lộ lên cái tính cách nè, rồi nói về cái tài lộc, đồng thời cũng nói luôn cái tuổi thọ của mình. Quý bạn có biết rằng cái chiều dài và cái hình dạng của đường pháp lệnh cho biết rằng cái bề rộng của trái tim bạn và bạn có thể sống lâu hơn được hay không. Từ đó quý bạn sẽ hiểu được cái tính cách và cái vận số của bạn bè mình, đồng nghiệp, hay là quý bạn cần tìm hiểu một người nào đó. Quý bạn chỉ cần nhìn qua cái pháp lệnh là quý bạn sẽ hiểu thấu tận cái trái tim của người đó rồi. Tiếp theo là cái số 1 là người mà có pháp lệnh dài. Pháp lệnh là hai cái đường mà ở bên cái phế mũi mình, bên cạnh mũi mình có hai cái đường chạy thẳng xuống. Cái pháp lệnh của mình nó không được rõ lắm. Pháp lệnh này thì hồi nhỏ thì quý bạn có người thấy người không. Nếu mà người nào chưa thấy pháp lệnh hiện ra thì khoảng chừng 30 tuổi trở lên pháp lệnh sẽ hiện ra. Pháp lệnh này người ta nói là tuổi càng già thì pháp lệnh nó càng, đây cho như là một cái nếp nhăn của tuổi già vậy. Đây là ở bên tướng học thì ở đây nói về cái tuổi thọ luôn. Đây là cái pháp lệnh của mình nè quý bạn. Nhiều người pháp lệnh rất là sâu, rất là rõ. Những người có pháp lệnh sâu rõ thì những người này cái đường sự nghiệp công danh của họ cũng rất là rạng rỡ, họ dễ nổi tiếng hơn và công việc làm ăn nó dễ dàng suôn sẻ hơn. Nói về thứ nhất là cái đường pháp lệnh dài, thì đường pháp lệnh dài thì có khả năng lãnh đạo. Đường pháp lệnh dài là tại sao biết dài hay ngắn, thì quý bạn phải canh cái đường miệng mình mà nè. Thí dụ như qua khỏi cái miệng cho là cái pháp lệnh dài, mà chưa qua khỏi cái miệng, thí dụ như pháp lệnh mà ở trên cái miệng nè, thì đây là cái pháp lệnh ngắn. Pháp lệnh dài thì bắt buộc hai cái đường pháp lệnh này phải chạy qua khỏi cái miệng, bởi vì cái miệng đây là cái trung tâm để cho mình đo cái đường pháp lệnh dài hay ngắn. Cái pháp lệnh dài á, thì là người mà có khả năng lãnh đạo, mà cái người lãnh đạo này á, cũng là người mà chăm lo rất là tốt cho đàn em và cấp dưới của mình nữa. Cái chức danh và cái chức vụ càng cao thì cái đường pháp lệnh nó càng dài và càng sâu. Đường pháp lệnh nó càng dài, đường pháp lệnh có khả năng dài xuống tận cái cằm mình và cái đường cũng rất là hằn sâu. Nhưng những người mà có đường pháp lệnh mà quá dài, dài cũng vừa tầm thưa quý bạn, bởi vì mình lấy cái miệng làm chuẩn, cho nên đường pháp lệnh thì có thể là dài qua khỏi cái miệng mình là cho là dài rồi. Nhưng mà nhiều người đường pháp lệnh nó quá dài, thì đây là những cái người mà nên cẩn thận gì. Khi mà mình gặp cái người mà có đường pháp lệnh quá dài mà là ship của mình thì mình hết sức cẩn thận, bởi vì đây là những cái người mà phải nói là không có khoan dung với người khác. Nếu mà mình làm công việc gì đó lỡ tay hay là lỡ xúc phạm với sếp là sẽ bị nghỉ việc ngay, không có khoan dung đâu. Cho nên mình hãy hết sức là cẩn thận. Nhưng mà người này thì có cái xu hướng dễ bị ghẻ lạnh lắm, bởi vì người này là rất là, mình phải nói một cái từ là hơi gắt gao á, là ship mà hơi mà gắt gỏng á nha. Mình phải hết sức cẩn thận, kẻo công ăn việc làm mình sẽ bị ảnh hưởng. Về sức khỏe thì người mà có đường pháp lệnh dài á, thì pháp lệnh càng dài thì càng có xu hướng sống lâu, bởi vì pháp lệnh này cũng nói lên cái tuổi thọ mình. Pháp lệnh giống như cái đường sinh mệnh của mình, pháp lệnh càng dài thì càng thọ. Thì tiếp theo đây mình sẽ nói lời tiếp theo là cái pháp lệnh ngắn. Số 2 là pháp lệnh ngắn. Nếu mà pháp lệnh quý bạn mà chưa đến cái miệng mình thì cho là pháp lệnh ngắn. Pháp lệnh mà chạy trên cái miệng thì là pháp lệnh ngắn, dưới cái miệng thì là pháp lệnh dài. Thì pháp lệnh ngắn thì nói lên pháp lệnh dài, tuổi thọ thọ cao, thì pháp lệnh ngắn ngược lại là cái tuổi thọ mình nó cũng ngắn theo. Cho nên người có pháp lệnh ngắn thì tuổi thọ phản có thể là họ sẽ ra đi trước 60 tuổi, và là người mà không thể mà có cái chức vụ quyền lực gì cao được hết. Bởi vì thì pháp lệnh dài là người thủ lĩnh đó quý bạn, là người mà
làm một cái chức vụ quản lý, hay là từ cái quản lý đến sếp rồi đến giám đốc, thì cái pháp lệnh ngắn thì ngược lại là không có làm được những cái chức vụ cao được, và cũng không có sống thọ được. Nhưng mà đây là nói về cái phần cơ bản thôi nha. Những người mà pháp lệnh ngắn này á, thì cuộc sống họ rất là vất vả, tay làm hàm nhai mà tay quay thì miệng trễ. Cái người pháp lệnh ngắn họ trải qua rất là nhiều chướng ngại trong cuộc đời, bởi vì pháp lệnh ngắn này là nói lên cái sự vất vả, và cái cuộc sống rất là khó khăn, kiếm tiền phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được cái đồng tiền, và cái những cái chướng ngại trong cái cuộc sống mà cái người pháp lệnh ngắn này, nếu mà họ vượt qua được những chướng ngại này, vượt chướng ngại trong một cái tâm Phật, cái tâm hướng về, người ta chấp nhận khó khăn để hướng, giống như là tìm chén cơm manh áo để nuôi cái xác phàm này, mượn cái xác phàm để đổi lấy một cái phước báo thiêng liêng, một cái linh hồn thiêng liêng của mình. Thì những người mà có lòng tu á, thì người ta vừa vượt chướng ngại mà người ta có niệm Phật tu hành rồi tạo thêm rất là nhiều phước báo, thì mình cũng nói rằng là cái pháp lệnh này nó chạy nha quý bạn. Pháp lệnh này nó không có ở một chỗ đâu, pháp lệnh này nó sẽ thay đổi liên tục luôn, nó giống như cái chỉ tay trong lòng bàn tay của mình vậy. Không có phải mà từ hồi nhỏ pháp lệnh dài mà tới nhìn lớn lên pháp lệnh dài là mình thọ luôn, không có đâu nha. Pháp lệnh này nó sẽ chạy, và pháp lệnh ngắn của quý bạn mà qua một cái thời gian quý bạn tu tập và tạo nhiều phước báo, thì pháp lệnh nó sẽ dài ra, và quý bạn sẽ được sống thọ, và quý bạn công ăn việc làm thì nó sẽ thay đổi, quý bạn sẽ giàu lên cũng không chừng. Cho nên quý bạn đừng có buồn khi gặp pháp lệnh ngắn, thì quý bạn cứ tu tập và tạo thêm phước báo thì sẽ được thay đổi thôi. Số 3 là pháp lệnh hình chữ bát. Pháp lệnh hình chữ bát là chữ Hán Việt mình á, chữ bát á, thì nó có cái dấu hiệu cái hai cái đầu á, thì nó hơi nhỏ mà phía dưới thì nó hơi rộng ra, thì pháp lệnh này gọi là pháp lệnh hình chữ bát. Nếu mà mình cầm mình vạch ra như vậy thì đây là pháp lệnh hình chữ bát. Tại vì mình không có pháp lệnh hình chữ bát, mình dịch ra cho quý bạn xem, đây là pháp lệnh hình chữ bát, hai pháp lệnh chạy ra, đó là pháp lệnh hình chữ bát. Pháp lệnh hình chữ bát là một người mà có cái mong muốn rất là mạnh mẽ để hoàn thành một công việc gì đó cho riêng mình. Thí dụ như mình mơ ước mình muốn làm thành công một việc gì đó, thì mình sẽ cố gắng hết sức mạnh mẽ, cố gắng hết lực, đem hết cái tài trí của mình ra để tạo dựng cái một cái mơ ước của mình cho nó thành công. Và là người mà rất là khéo léo, cái sự khéo léo của cái người này phải nói là đưa đến thành công rất là tuyệt vời. Và quý bạn dễ đem đến thành công, đồng thời quý bạn cũng là người mà được cái đàn em hoặc là người cấp dưới của mình nó rất là tin cậy và yêu mến mình, bởi vì quý bạn đã được danh tiếng nè, rồi may mắn về tài chính nữa, cho nên quý bạn thành công trên mọi phương diện. Nói về sức khỏe thì đây là cái pháp lệnh, cũng là pháp lệnh mà quý bạn được thọ nữa, bởi vì pháp lệnh chữ bát này á thì nó cũng dài, nhưng qua khỏi miệng là quý bạn nó thuộc về cái pháp lệnh dài, cho nên quý bạn sống rất là mạnh khỏe mà trường thọ. Số 4 là cái pháp lệnh mà nói về cái độ gian rộng ra. Gian rộng là quý bạn cũng canh ngay cái miệng, cái độ dài từ trên xuống cũng canh ngay miệng, mà độ gian rộng mình cũng canh ngay cái miệng của mình. Nói về cái pháp lệnh mở độ gian rộng càng rộng á, thì phải nói là cái tâm của quý bạn là người dễ tha thứ, tâm rộng lượng bao dung, là người mà có cái sự nghiệp mà càng rộng sự nghiệp nó càng cao, thành công bao nhiêu á, thì
quý bạn lại là người có rất là nhiều bạn bè và quý bạn lại có một cái gia đình rất lớn và hạnh phúc nữa. Quý bạn là người quyền lực trong xã hội, bởi vì thì cái pháp lệnh càng dang rộng thì cái tâm của quý bạn là tâm khoan dung rộng lượng, chứ không phải đây là pháp lệnh dang rộng. Dang rộng ở chỗ nào? Dang rộng ngay cái phế miệng nào quý bạn, từ cái phế miệng mà tính ra cái pháp lệnh nó rộng. Cái phản này nào quý bạn, ngay cái phản này mà nó rộng thì phải nói là quý bạn hả được cộng may mắn đủ thứ hết, cơ hội thành công rồi, công ăn việc làm, bạn bè, gia đình, quyền lực xã hội, tất cả quý bạn đều có. Nhưng mà nếu mà nói ngược lại, nói về số 5 thì pháp lệnh hẹp. Pháp lệnh hẹp là sao? Cũng tính từ cái phế miệng vô, thì đây là cái pháp lệnh mà nó không có chạy gian ra, cái khoảng trống từ cái phế miệng này nó hẹp lại. Hai cái pháp lệnh nó chạy hẹp vô trong cái miệng quý bạn, pháp lệnh hẹp chạy vô trong cái miệng mình luôn. Hai cái pháp lệnh này chạy vô trong cái miệng là người pháp lệnh hẹp, thì pháp lệnh hẹp thì có cái lòng dạ cũng hẹp hòi ích kỷ nè. Thì đây là một cái người mà không có giỏi giao tiếp, họ không có khéo lời ăn tiếng nói, cho nên không có hòa đồng được mọi người. Và đây là một cái người mà không có khéo làm việc, cho nên không có thể nào mà làm việc cùng chung nhiều người trong trong một nhóm. Cái người mà pháp lệnh hẹp này thì họ không có thành công cao, mà chỉ có làm đủ ăn đủ sống vậy thôi, chứ không có phải mà quyền cao chức rộng gì hết. Nhưng mà đặc biệt cái tâm của người này thì rất là hẹp hòi. Nói về cái sức sống thì và cái kinh tế gia đình, cái sức sống là nói về cái sinh mệnh và cái tuổi thọ, đồng thời nói về cái sức khỏe của mình thì nó cũng hạn hẹp thôi. Nói ngắn vậy là quý bạn hiểu rồi đó, cái kinh tế của mình thì nó cũng hẹp. Nói chung là nó nếu mà quý bạn nhìn vào một người đó nào đó, quý bạn hãy nhìn cái ngay cái ốc từ cái phế miệng mình tính ra cái đường pháp lệnh chạy xuống, nếu mà nó dang rộng thì người đó là mọi sự ok. Còn nếu mà cái đường pháp lệnh này từ cái phế miệng vô mà nó sát vô cái phế miệng rồi, là người đó là mọi sự đều hạn hẹp, tất cả đều hạn hẹp, về tiền bạc nè, về tài chính, gia đình, hạnh phúc, tất cả đều một chữ hẹp. Pháp lệnh mà hẹp vô á thì cái cuộc sống rất là khó khăn luôn đó quý bà, tại vì không có làm được, hái ra được nhiều tiền thì kinh tế thì gia đình rất là khó khăn rồi. Tiếp theo số 6 là cái pháp lệnh dòng cung. Tại sao cái pháp lệnh dòng cung là thường á thì pháp lệnh có một cái dòng cung, nhưng mà nó dòng cung nó cũng nhẹ nhẹ, nhưng mà nếu mà nó là một cái dòng cung nó cong không hơi bị nhiều á. Đây là người ta cho rằng là bao quanh cái miệng mình giống như một cái hàng rào mà rào lại cái miệng mình, thì lấy gì mà ăn. Cho nên cái dòng cung mà nó bao quanh cái miệng mình nè, đây cái pháp lệnh dòng cung, thì phải nói là người này về già hậu vận rất là khó khăn. Về già thì sẽ bị sống cô đơn nè, rồi là người sống nội tâm, không có tâm sự cho ai hết, mà sống mà có bao nhiêu vui buồn đều cất giấu trong tâm mình, không có bộc phát cho người nào biết hết. Lại là người mà rất là ít giao tiếp xã hội, đã sống cô đơn rồi mà còn ít giao tiếp xã hội nữa, cho nên người này sống một cái cuộc sống rất là buồn tẻ luôn. Về già thì cái nói về cái kinh tế thì nó cũng may mắn lắm là đủ ăn đủ mặc thôi. Còn nói về sức khỏe thì đây là một cái người phải nói là hết sức cẩn thận về cái bệnh dạ dày đường ruột của mình, bởi vì bao bọc cái miệng thì ảnh hưởng đến cái đường ruột, ảnh hưởng tới cái bao tử của mình. Số 7 là cái pháp lệnh mà cái dòng cung nó cũng hẹp. Nãy giờ mình nói pháp lệnh dòng cung là nó bao bọc vòng tròn luôn á, bao bọc vòng tròn cái miệng mình. Nhưng tiếp theo hồi nãy mình nói nó bao bọc, nhưng mà nó có cái độ rộng là nó dang ra cái miệng chút xíu, còn bây giờ nó cũng bao bọc luôn, pháp lệnh dòng cung nhưng mà nó rất là hẹp. Một cái dòng cung hẹp cái nó đụng tới cái phế miệng mình ngưng lại, còn nãy cái dòng cung thì nó còn chạy bao bọc, bây giờ nó không bao bọc nữa thì đụng cái phế miệng
ngừng lại mà nó làm vòng cung. Thì đây là phải là một người mà thì cũng tướng mạo thì coi cũng khá là được nha, tại vì cho là hai chữ thanh tú, nhưng mà cái cuộc sống rất là khó khăn về tài chính nè, rồi là người hơi bị nhu nhược nữa, dễ mắc bệnh tật. Thì bởi vì cái vận may nó không đến, cái cuộc sống thì rất là khó khăn, thiếu trước hụt sau. Nhưng mà cái người này có một cái điểm quan trọng quý bạn cần chú ý là khi mà cuối đời á, người ta sẽ đói mà mất. Bởi vì cái pháp lệnh hẹp đã khổ rồi mà nó chạy vô trong miệng, thì phải nói là khi mà mình ra đi là mình sẽ bị đói. Nói về cái pháp lệnh mà nó chạy vô miệng, mình nói thêm cùng quý bạn đây, mình thấy có nhiều người mới vừa đây xong, mới vừa mất xong là một cái vị nổi tiếng luôn quý bạn, thì mà ai cũng biết hết là mới mất vì Covid xong đó. Thì quý bạn hãy xem đợi cái vị ca sĩ này á, cái pháp lệnh mới đầu á thì gian ra không có đụng vô, bởi nó pháp lệnh nó chạy là vậy đó. Sao mà trước khi cái vị ca sĩ này mất á, thì mình nhìn cái video mà gần đó, mình nhìn cái mình hết hồn luôn á. Sao tự nhiên cái pháp lệnh nó chạy vô trong miệng luôn quý bạn. Mà người ta giàu mà, ca sĩ nói tiếng quá giàu làm gì người ta đói. Tại sao mà pháp lệnh chạy vô miệng này là bắt buộc là cái đó là đói. Thì mình á, mình coi vô mình thấy hết hồn. Thì ra là bị Covid ăn đâu có được, bệnh hoạn ăn đâu có được đâu. Nó cho nên mấy bạn nên xem thường xuyên cái pháp lệnh của mình. Thấy tuy vậy chứ pháp lệnh nó sẽ chạy nha quý bạn. Khi nào mà quý bạn mà thấy mà pháp lệnh mà nó chạy vô trong miệng, hai cái phế miệng này rồi đó, là quý bạn phải hết sức là niệm Phật tinh tấn luôn, tu hành tinh tấn, tạo phước đựng cho pháp lệnh nó gian ra nha quý bạn. Để nếu không là quý bạn sẽ bị đói đó. Không phải đói mà nghèo mà đói đâu, giàu vẫn đói đó. Bởi vì khi mà mình bệnh hoạn ở cái miệng mình rồi là mình ăn đâu có được cái gì đâu. Mà người nghèo á thì đói mà ra đi, mà người giàu á thì không ăn được chẳng hạn. Và tiếp theo số 8 là cái pháp lệnh mà đứt đoạn. Hai cái pháp lệnh chạy tới đây cái nó đứt một đoạn, không có thấy pháp lệnh rồi bắt đầu mới chạy tiếp. Đó là những người mà thiếu kiên nhẫn, không có thể làm cái việc gì mà bền lâu được hết. Làm cái gì một thời gian rồi cũng chán nản và bỏ dở công việc thôi. Và là người mà phải nói là không có cái trách nhiệm, cho nên không có được sự tin tưởng của mọi người. Làm cái gì là một thời gian là thay đổi, ngưng hoặc là chán nản, hay là không có bền bỉ một cái việc gì được hết. Cho nên kinh tế người này cũng không có ổn định cho lắm. Số 9 là cái pháp lệnh mà hai bên mà không đồng nhau. Thí dụ pháp lệnh bên đây nó chạy dài xuống tới đây, nhưng mà pháp lệnh bên đây nó chạy ngắn. Hai cái pháp lệnh mà cái độ dài không có đồng đều nhau. Bên thấp bên cao là người mà tánh tình cũng dễ thay đổi nữa. Làm cái gì cũng nửa chừng, cũng ngưng lại rồi cũng thay đổi công việc luôn. Công ăn việc làm cũng ảnh hưởng luôn. Bởi vì tánh tình thay đổi cho nên công ăn việc làm họ không có bền. Họ làm một cái chỗ này xong rồi vì lý do gì đó, hoặc là họ chán, hoặc là không muốn làm nữa, hay là muốn tiến thân gì đó không biết, nhưng mà họ thay đổi công ăn việc khác, nhưng mà lại thay đổi liên tục luôn. Cho nên người này cũng không có được cái sự tin tưởng của mọi người, và cái kinh tế gia đình thì không có ổn định được. Làm sao ổn định được công việc mà thay đổi liên tục luôn, mà sao ổn định được, phải không quý bạn? Và số 10 là bên đây hai đường, người ta thí dụ như đường chỉ tay của mình mà hai đường, thì mình sẽ nói là thí dụ như đây là đường sinh mệnh thì đường sinh mệnh đôi, còn pháp lệnh thì không có gọi pháp lệnh đôi, nhưng mà nói là hai đường pháp lệnh. Nếu mà có hai bên mà mỗi cái mà hai đường pháp lệnh này, đường sinh mệnh đôi thì rất là tốt, nhưng được hai đường pháp lệnh này nó không phải là xấu, nhưng mà nó là nói lên với bạn là phải có hai công việc trở lên. Nếu mà hai ba công việc trở lên quý bạn làm đuối luôn á, một công việc thì làm còn không nổi. Quý bạn là người tất bà bận rộn luôn, bận rộn vì công việc của mình, là người gánh nặng cuộc sống gia đình nữa,
và cái công việc mà tăng lên gấp bội, cho nên với bạn rất là bận rộn, với bạn phải lao động và làm việc vất vả gấp đôi lên luôn. Cái thể xác và tinh thần với bạn thì nó hao mòn dần dần, bởi vì bỏ quá nhiều công sức cho công ăn việc làm của mình. Cái điều đó cũng có nghĩa là hai công việc trở lên á, cũng nói lên những người mà có cái nghề tay trái nha quý bạn. Ví dụ như là quý bạn kinh doanh phụ hay là buôn bán phụ chẳng hạn, khi quý bạn có một nghề, ví dụ như quý bạn mà vừa làm ở công ty mà vừa về nhà buổi tối online bán hàng chẳng hạn, đó là cũng là người mà có từ hai công việc trở lên. Cái tính cách cái người mà có hai cái pháp lệnh, một bên á, một mỗi bên có hai pháp lệnh á, thì cái tính cách này á, nó suy nghĩ duy nhất một đường một hướng thôi, và là người ích kỷ nha quý bạn, là người ích kỷ mà còn lại tự cao tự đại nữa, cho mình là trên hết luôn á, cho nên khó mà làm việc chung với người này lắm. Người này chỉ làm việc một mình nhiều hơn làm việc chung với nhiều người, bởi vì cái tính cách của như vậy thì không có hợp với mọi người xung quanh. Tóm lại nói về cái pháp lệnh nha quý bạn, nên pháp lệnh thì pháp lệnh tốt nhất là cái pháp lệnh của quý bạn phải dang rộng ra, từ cái miệng rộng ra và phải dài qua khỏi miệng, từ cái miệng rộng ra và phải dài qua khỏi miệng. Pháp lệnh phải hằn sâu xuống, càng sâu thì tốt, sâu mà rõ, không có bị đứt, không có những cái thẹo vết gì trên cái pháp lệnh của mình, đó là pháp lệnh tốt. Và cái pháp lệnh mà xấu nhất là pháp lệnh mà hẹp rồi còn đưa vô ngay cái khóe miệng luôn, là pháp lệnh phải nói là xấu nhất trong cái tướng pháp lệnh luôn. Như vậy là pháp lệnh cũng nói lên cái vận mệnh cuộc đời của mình rồi, phải không quý bạn? Quý bạn thân mến, video của mình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại video tiếp theo.